Cơn Đốc View Hồ Chuối Đắk Nông xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ quay cho anh chị xem một mảnh vườn. Là mảnh vườn này là đất rẫy mà ở dưới là có suối ạ. Là cây theo cái hướng thầy em chỉ là hướng đây đi về Cà Đông Nô ạ. Còn cây hướng này là mình đây là đường quốc lộ, đây quốc lộ đây đường tỉnh lộ. Đường tỉnh lộ 28 ạ. Là từ đây hướng này mình đi về ngay chỗ Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn là chỉ tầm 6 km anh chị. Là từ cái nơi em đứng này là mình đi vào là khoảng cỡ tầm 100m là mình đi tới mảnh vườn theo cái đường đi này anh chị. Đoạn đường đi chung này 100m là mình tới đất thôi. Đất mình là hiện tại là đất đất trắng ạ. Là có một ít trồng tiêu nhưng mà diện tích trên đất là 3 hectare. Hiện tại là chưa, chỉ có một phần là trồng cây ăn trái thôi nhưng mà tính hết là đất trắng anh chị. À, mình đi theo cái đường này là đường ô tô đi được nha anh chị. Là chỉ mất khoảng cả tầm 100m đường như thế này thôi. Em di chuyển từ bên đầu đường đi xuống này. Là đi khoảng tầm 100m là mình đi tới mảnh vườn của mình. Mảnh vườn mình có diện tích trong sổ là 3 hectare. Nếu mà đo hết thì khoảng cả tầm 5 hectare anh chị. Là mình đi ở trên này mình giáp suối luôn. Là cái ranh cũng rất là dễ thấy luôn anh chị. Ở đây là mảnh vườn này thích hợp cho anh chị nào mà mình trồng những cây trồng cây lâu năm ạ. Tại vì phần ở trên này là mình phải sang lấp mặt bằng ra thì mảnh vườn mình mới đẹp được. Đây, mảnh vườn mình hơi dốc á. Là cái ranh của mình là từ đây nha anh chị ạ. À, từ cây xoài này. Từ cái xoài này là đi mình đi hắt đi theo đường này đi qua là tới nói ranh nó ngắn nên là em đi em chỉ ranh luôn cho anh chị xem. Là mảnh đất mình nằm ở đây anh chị, là ở đây là từ ở trên này đi xuống dưới suối luôn. Cái đoạn đường này là đoạn đường nằm ở trong đất mình luôn anh chị, là đoạn đường đi của đất mình, là của nhà mình tự mở là đường 3m ạ. Còn phần trên này đi xuống cái thế đất của mình là thế đất mà thế bất triền dốc là khoảng gỡ tầm 35 độ là triền đi xuống cái suối luôn anh chị. Đây là mình muốn đẹp là mình phải san lấp ra, tại vì nó có cái chỗ bằng á, cũng có chỗ bằng mà cũng có chỗ dốc. Giá của mảnh đất này thì rất là rẻ anh chị, là có tầm là 3 hectare này là chủ nhà mình là đang kêu bán là giá 2 tỷ là có bớt lọc ạ. Và bao giấy tờ sang tên. Là cái phần lúc nãy từ cái đầu ra anh em chỉ là mình đi tới đây là thêm vài trụ tiêu chỗ này nữa. Còn đường ở thấy đất anh chị nhìn thấy này, cái đất là thấy đất triền này, tại phần ở bên kia nó cỏ nó che á, nên là phần dưới này này đây chị triền xuống triền khoảng cỡ tầm 30 cho tới 35 độ đi xuống dưới suối thôi, cũng có chỗ bằng cũng có chỗ dốc ạ. Đây ở dưới là suối lớn này nên là nước là thoải mái anh chị ơi. Còn đây cái bờ ranh của mình là tới bên này là cái phần ở này có cắm cọc rồi, phần mép nhà tôn này anh chị. Đi hắt qua đi qua là phần đụng nãy em đi vào á, là từ đây đi thẳng xuống dưới suối luôn là của mình, còn bên này là của người ta rồi. Mọi thông tin chi tiết thì em xin phép em để dưới phần tiêu đề ha, kể cả số điện thoại của chủ nhà thì em cũng để dưới phần tiêu đề anh chị. Anh chị có gì anh chị thương thảo hay là quan tâm tới mảnh vườn này là anh chị cứ gọi trực tiếp cho chủ nhà ha. Anh đất là một con phần là trồng tiêu này, còn bên kia là hiện tại là đang đất trắng. Tính hết này diện tích là đất trắng ạ. Anh chị nào quan tâm tới mảnh vườn này xin hãy gọi tới cái số điện thoại em để của chủ nhà em để dưới phần tiêu đề ha. Anh chị mà thấy mà có yêu quý kênh em thì cho em một like một lượt đăng ký kênh ha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video ạ. Mình nhìn ở bên này thì mình mới thấy cái thế đất của mình rất là triền anh chị. Làm nhìn bên này là mình thấy được tổng quan này, thế đất rất là đẹp. Em xin kết thúc video tại đây ha. Em xin hẹn anh chị vào những video lần sau ạ.